quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề ống kính du lịch Huế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, với việc tổ chức thành công hội nghị phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên vừa qua đã tạo ra cho Thừa Thiên Huế rất nhiều cơ hội để phát triển. Có thể thấy rằng, với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và rất nhiều bộ ban ngành trung ương địa phương, lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố trong khu vực cùng toàn thể 500 khách mời là các nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế, du lịch đến với Huế đã tạo ra một làn sóng mới, mang lại các giải pháp phát triển có thể tạo đột phá cho du lịch Thừa Thiên Huế đi lên. Hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên là hội nghị lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng diễn ra vào dịp đầu xuân mới. Sự thành công của hội nghị này có thể khẳng định vị thế của tỉnh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thừa Thiên Huế nói riêng và vùng duyên hải miền Trung thân thiện, mến khách, giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, miền Trung và Tây Nguyên là nơi hội tụ đại diện hầu hết các tài nguyên du lịch đang có của Việt Nam, từ biển, di sản, sinh thái đến hang động. Tuy nhiên, nhiều địa phương, nhiều tài nguyên chưa khai thác hết được lợi thế, một số sản phẩm du lịch đã quá cũ. Do đó, miền Trung và Tây Nguyên phải đổi mới sáng tạo, thể hiện khát vọng phát triển. Thứ nhất là làm thế nào để du khách Việt tìm đến Việt Nam đông hơn? Và ở thứ hai, tôi có thời gian giải thích, là làm thế nào du khách ở lại lâu hơn thay vì đòi đi sớm hơn? Và câu hỏi thứ ba, làm thế nào để du khách tiêu tiền nhiều hơn thay vì không có gì để tiêu? Ông chủ tịch, ông bí thư, ông bắt đầu trên sân bay, ông phải ngồi ở bến xe, ông quan sát khi người khách đến ở tỉnh nào, tỉnh cuối ngày, người ta mua cái gì, người ta sắm cái gì, tâm lý người ta như thế nào để người ta tiêu thụ những sản phẩm của chúng ta. Câu hỏi thứ tư, làm thế nào để khách kể lại câu chuyện du lịch thú vị với người thân, với bạn bè một cách đầy hứng khởi thay vì chê bai kể một cái xấu gì đó ở Việt Nam. Tại hội nghị, rất nhiều ý kiến tham luận góp ý để đưa du lịch miền Trung Tây Nguyên cất cánh. Với một khát vọng vì một miền Trung Tây Nguyên giàu đẹp, xây dựng điểm đến du lịch xứng tâm với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, các tỉnh, thành phố cùng nhau đồng lòng biến khó khăn thành thuận lợi, tiến đến xây dựng một điểm đến miền Trung Tây Nguyên giàu bản sắc, thân thiện với bạn bè Nam Châu. Các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng cam kết sẽ xây dựng các điểm đến du lịch trong khu vực thành những điểm đến có thương hiệu, mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong khi nhắc đến để kết hợp với ta những lợi thế và nguồn lực phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tinh thần nghị quyết số 8 của Bộ Chính trị, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cam kết sẽ không ngừng hỗ trợ cải thiện môi trường du lịch, xây dựng dịch vụ du lịch thông minh, đồng thời cam kết để bàn thiết kế trong việc phát triển quy hoạch kết nối hạ tầng, phát huy giá trị văn hóa di sản, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch. Đặc biệt chú trọng xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù, tạo ra sự gắn kết giữa các địa phương với mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Cho rằng là một trong những cái điểm yếu nhất đó là cái liên kết du lịch của vùng. Chính về Quảng Trị nằm ở giữa Quảng Bình, Thừa Thiên Huế là hai cái nơi có các di sản về là văn hóa và di sản về thiên nhiên rất là nổi tiếng. Quảng Trị thì cũng có những cái di sản về văn hóa về chủ yếu là về chiến tranh. Thì nếu như nó có cái sự kết hợp liên kết vùng thì nó sẽ có sự phát triển và có nhiều cái sản phẩm du lịch để mà cung cấp cho cái khách hàng và phát triển cái du lịch chung cả cái vùng. Qua hội nghị này, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế sẽ tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, thế mạnh, môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư của các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi, đi đến hợp tác, đầu tư ngay trong ngày hôm nay hoặc tương lai gần. Tại hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư 18 dự án cho 15 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 28.000 tỷ đồng. 4 biên bản hợp tác chiến lược, hàng trăm cuộc tiếp xúc giữa các địa phương và doanh nghiệp và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm các cơ hội liên kết kinh doanh và đầu tư. Riêng với Thừa Thiên Huế đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng. Ký 4 biên bản hợp tác chiến lược với công ty cổ phần tiếp thị và giao thông vận tải Viettravel, tập đoàn Sovico Holding, Vietjet, HD Ben, Furama, tập đoàn FLC, công ty cổ phần Văn Phú Invest, 25 doanh nghiệp đăng ký tiếp xúc đi khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. 80 doanh nghiệp đăng ký khảo sát tour tuyến điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây có thể được xem là một cơ hội rất lớn để du lịch Thừa Thiên Huế phát huy tiềm năng và thế mạnh của mình để xây dựng thương hiệu du lịch nổi bật. Thông qua cái hội nghị lần này, với sự có mặt của các lãnh đạo cao cấp từ Thủ tướng Chính phủ
đến thủ trưởng các bộ, các cái ngành của Trung ương, thì những cái vấn đề đặt ra cho cái phát triển du lịch của miền Trung, Tây Nguyên, những cái thuận lợi, những cái khó khăn, đặc biệt là những cái cơ chế chính sách mà có thể giúp cho cái sự phát triển của du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng và cái vùng miền Trung Tây Nguyên là đã được chú trọng. Bên cạnh là nhận được những cái sự cam kết, những sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của Thủ tướng, của các bộ ngành trung ương, thì hội nghị lần này cũng là một cái cơ hội để cho vùng miền Trung Tây Nguyên nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng giới thiệu được cái tiềm năng to lớn, những cái nhu cầu về nghỉ dưỡng, về sản phẩm để kêu gọi các cái nhà đầu tư lớn. Cái quá trình tổ chức hội nghị thì tỉnh cũng đã liên kết với phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Kế hoạch Đầu tư và 19 tỉnh trong vùng để chuẩn bị tổ chức. Thì hội nghị diễn ra cũng đã được là Thủ tướng đánh giá là một trong những cái hội nghị có chất lượng cao, xét về cả mặt tổ chức, về cả đối tượng khách mời và về cả cái chất lượng của các cái bài báo cáo tham luận. Trong qua hội nghị này là một cơ hội tốt để quảng bá cái hình ảnh du lịch của Thừa Thiên Huế. Tỉnh cũng đã gắn liền với cái việc quảng bá cái thương hiệu Huế kinh đô ẩm thực là một trong những cái đề án lớn mà tỉnh đang triển khai. Có thể thấy rằng hội nghị đã thành công xét ở cả ba tiêu chí: quy mô, công tác tổ chức, thành phần tham dự hội nghị và nội dung các kiến nghị rất chất lượng, đúng với một cuộc hội nghị để gỡ khó và tìm giải pháp phát triển du lịch cho miền Trung và Tây Nguyên. Các ý kiến đóng góp cho hội nghị đều tâm huyết, có chất lượng. Việc cần làm bây giờ là du lịch Huế cần nắm bắt những cơ hội này như thế nào? Chúng ta đánh giá từ nhiều phương diện, nhưng mà tôi nghĩ rất thành công ở chỗ chúng ta tổ chức rất là thành công, bài bản, đặc biệt là đối tượng các cái nhà đầu tư, lãnh đạo của 19 tỉnh thành cùng tham gia, và đặc biệt là nội dung bàn đến hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch và phát triển du lịch vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng là cái cơ hội cho các tỉnh miền Trung nói chung và đặc biệt là Thừa Thiên Huế nói riêng để phát triển trong thời gian tới. Thì tại hội nghị lần này thì các nhà đầu tư cũng như lãnh đạo của các tỉnh thành và các ban ngành cùng bàn bạc để đưa những cơ hội đầu tư đến với du lịch của 19 tỉnh thành nói chung và của Huế nói riêng, đặc biệt là mở ra những cái cách thức để xúc tiến quảng bá du lịch cho cả vùng miền và đặc biệt Thừa Thiên Huế. Hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên đã khép lại với rất nhiều thành công được mong đợi và cũng đã thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng, qua đó thúc đẩy du lịch nói riêng và kinh tế các tỉnh miền Trung Tây Nguyên phát triển tương xứng với lợi thế đang nắm giữ. Sau hội nghị này, các tập đoàn lớn, các thương hiệu mang tầm cỡ quốc tế đã đến với Huế, hứa hẹn sẽ tạo nên một diện mạo mới cho du lịch Huế trong một tương lai gần. Thưa quý vị và các bạn, không náo nhiệt như các tỉnh thành khác, mùa lễ hội dân gian truyền thống đầu xuân ở Huế vẫn duy trì truyền thống dân gian, thu hút rất đông đảo du khách thập phương. Đó là cách ứng xử tốt đẹp, giữ gìn nếp thuần phong mỹ tục cùng tinh thần tự giác của người Huế. Hầu hết các lễ hội ở Thừa Thiên Huế được tổ chức vào tháng giêng, thời gian tổ chức từ 1 đến vài ngày. Có nhiều lễ hội ở Huế không chỉ có người trong làng tham gia mà còn lôi cuốn được nhiều người trong vùng, trong huyện đến cùng vui, ví như hội vật làng Thủ Lễ, làng Sình, hội cầu ngư Thuận An. Nổi bật trong số các địa điểm lễ hội xuân ở Huế là kinh thành Huế. Vào dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức rất nhiều hoạt động vui Tết tại hoàng cung phục vụ nhân dân, du khách. Du khách được hòa mình trải nghiệm những hoạt động cùng phong tục đón Tết truyền thống và tham quan các công trình tiêu biểu tại hoàng cung Đại Nội Huế như Ngò Môn, Điện Thải Hòa, Hiển Lâm Các. Các lễ hội thường bao gồm cả hai phần: phần lễ và phần hội. Người tổ chức, chủ trì lễ hội và dân làng rất coi trọng phần lễ. Việc dâng hương hoa, trà tửu, đọc văn tế được tiến hành rất bài bản, thành kính, trang nghiêm, mang rõ sắc màu của văn hóa cổ đô như lễ hội đền Huyền Trân. Lễ hội Huế xưa cũng như nay rất ít thấy hiện tượng mê tín dị đoan hoặc những hành động, những việc làm phản cảm, thiếu văn hóa của những người đến dự lễ hội. Thừa Thiên Huế là vùng đất giàu truyền thống về các cái lễ hội. Theo thống kê thì Thừa Thiên Huế có hơn 500 lễ hội và hiện nay thì có 150 lễ hội đang được bảo tồn và phát huy. Trong đó thì 65 hiện cái lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đưa vào quảng bá.
Và hiện nay ở Thừa Thiên Huế thì chúng tôi cũng đã tập trung để quảng bá 25 cái lễ hội mà mang đậm cái chất văn hóa truyền thống của Huế. Lễ hội đầu năm ở Huế quản lý khá tốt. Chúng tôi cũng đã tập trung cùng phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện các cái tiêu chí quản lý lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng cái ý thức của người dân Thừa Thiên Huế tham gia lễ hội phải nói là mang cái sự tâm linh từ trong cái tâm tư của mình. Nói đến lễ hội độc đáo ở Huế phải kể đến lễ hội Vật Lang Sinh diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch tại khu vực đình làng Lai Ân, còn gọi là Lang Sinh, thuộc xã Phủ Mầu, huyện Phú Vang. Ngoài yếu tố tâm linh trong lễ hội vật như cầu mong cho dân làng khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt và cuộc sống ấm no hạnh phúc, còn là hoạt động mang đậm tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm và mưu trí trong giới trẻ. Em rèn luyện sức khỏe để năm nào em cũng về đây vật lộn. Tính đến thời điểm này thì lượng khách rất là đông so với những năm về trước. Hiện nay khán giả ở hai bên nằm bò lượt trường này thì lực ra rất là nâng đẳng bụng này. Hội đua trại được tổ chức tại sông vực thị xã Hương Thủy là nơi có phong cảnh tươi đẹp, sông nước hữu tình, từng được các vua quan triều Nguyễn đến thượng ngoạn. Đây cũng là nơi người dân địa phương thường tổ chức lễ cúng tế, cầu mong mưa thuận gió hòa. Mặc dù trải qua hàng trăm năm, nhưng nét đẹp truyền thống ấy vẫn được người dân địa phương gìn giữ cho đến ngày nay, đồng hành cùng những tiến trình đổi mới đi lên của quê hương đất nước. Ngoài mục đích bảo tồn môn thể thao truyền thống của địa phương, thông qua hội đua còn nhằm động viên cư dân vùng sông nước hăng hải tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe để phục vụ lao động sản xuất, phòng ngừa thiên tai lũ lụt. Hội đua thực sự là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới. Năm này là về tổ chức là kiểm tra những là vận động viên ở trong là thị xã là quá như rất là chặt chẽ, rất là đoàn kết. Thứ hai nữa là chơi với tinh thần thể dục thể thao, nói chung là các vận động viên chơi là rất là đoàn kết, tạo khí thế sôi nổi thi đua trong những ngày đầu tháng đầu năm. Lễ hội này chúng tôi đã duy trì được nhiều năm và phát huy tốt cái giá trị, nên là cũng trong thời gian tới thì tiếp tục tổ chức thường năm để phục vụ động viên tinh thần bà con nhân dân bản thị xã hăng say lao động sản xuất. Vùng đất cố đô Huế có rất nhiều hoạt động du xuân, lễ hội hấp dẫn và luôn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt. Ở đó, nét đẹp xa xưa tiếp tục gìn giữ nhưng được phát huy theo đúng tinh thần thời đại về sự gói gọn trong phạm vi nhỏ, không biến lễ hội thành động cơ trục lợi. Ngành du lịch cũng có thể qua việc tổ chức các hoạt động vui xuân tham dự lễ hội của khách du lịch để thể hiện vai trò chủ nhà, thân thiện, mến khách, tăng thêm lượng khách lưu trú đến Huế. Chuyên đề ống kính du lịch Huế được Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên đề lần sau.